Bữa nay thằng Phi thức trễ cũng chạy lại quay. Bữa nay thằng Phi bệnh cũng chạy lại quay. Bữa nay thằng Phi nó không có đi mua da chai cũng chạy lại quay. Bữa nay thằng Phi không có tiền mua rượu uống cũng chạy lại quay. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì video tiếp theo của em hôm nay tiếp tục nói lên về cái vấn đề một vợ hai chồng ở Sóc Trăng. Đó thì quá trời quá đất rồi quý vị ơi. Thì câu chuyện như thế nào? Em sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem video clip của em nhé. Vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn. Thì qua nay những tay YouTube bờ gồm đã tiếp tục đẩy ra kịch bản mới của chúng chị. Những kịch bản này do những nhóm YouTube bờ gồm này làm ra để mà có like, có view, có thước phim gửi lên cho cộng đồng. Đó, để đưa cái hoàn cảnh của Huy và Phi đi xa hơn. Càng đi xa là càng sai, quý vị. Đó thì hôm qua có một cái thông tin của mấy anh YouTube bờ ruộng này đưa lên, con Vi muốn quay về với anh Lắm. Nó quý vị thấy rõ ràng không? Bây giờ trong thời điểm này thằng Phi nó đâu có làm gì mà để ra tiền đóng tiền nhà trọ của chú anh chị, mà làm sao để mà có tiền để mà ở nhà trọ nữa. Bây giờ thời điểm hiện tại thì con Vi nó cuốn cuồn lên rồi, không có tiền đóng tiền nhà trọ thì nhà trọ đâu có cho ở, cô chú anh chị sẽ đuổi ra khỏi nhà trọ. Thì con Vi nó được một anh YouTuber ruộng này khai thác tiếp tục. Nó con Vi nó nói lên như thế này: nếu khôi nhận lại anh Lắm thì anh Lắm về đây ở thì con Vi nó sẽ về ở chung, nó sẽ bỏ thằng Phi. Cô chú anh chị thấy rõ ràng không? Thấy rõ ràng đây là kịch bản dàn dựng của những nhóm YouTube bờ gôn nói lên những câu để mà chọc phá cho con Vi này nói theo, đúng không cô chú anh chị? Những cái thành phần YouTube bờ gôn này mà tại sao mà còn tồn tại tới bây giờ? Lý do là có like, có view, nó không thể nào mà nó xa cái nhân vật này được. Nó phải moi like, moi view, nó móc, nó làm video lên hàng ngày để mà nó đăng lên. Nhưng mà quý vị thấy những cái nội dung của cái tụi bờ ruộng này như thế nào quý vị? Cái nội dung gì đâu mà tự nhiên đi moi móc cái này, cái kia, cái nọ rồi đem lên đăng hàng ngày. Nhưng mà nó có like, có view. Đó. Cho nên em không phải là ghen ăn tức ở gì mà em thấy có like, có view mà em lên em nói để cho quý vị nghe những cái lời nói của em. Đúng không? Em không có gan tức ở gì. Nhưng ở đây em muốn nói lên những cái cách làm của anh bà ruộng này là không đúng. Đây là hoàn cảnh. Chứ không phải là một cái trend, một cái câu chuyện, một cái tin nóng gì mà để mà đeo quay bám mà tới bây giờ. Bây giờ moi ra câu chuyện gì cũng đưa lên mạng cộng đồng. Thì con Quy nó đã tuyên bố là nếu anh Lắm về ở với Khôi thì nó sẽ bỏ thằng Phi nó về với anh Lắm. Nó thấy con Quy này như thế nào của chú anh chị? Quá trời quá đất. Bây giờ nó quả lên chủ yếu bây giờ. Cái thứ nhất, con Quy này bản thân sống không thiếu đàn ông được. Một đêm mà ngủ nó không có sờ được cái củ cải của đàn ông là nó không bao giờ nó ở được. Bây giờ cô chú anh chị thấy rõ ràng là cái củ cải của ông Phi hiện tại như thế nào, nó đã héo hết trơn rồi, nó ăn nhậu bê tha như vậy mà là còn cái gì mà để mò mẫm mà sờ sẫm. Nhưng mà nó cũng vẫn đeo, bởi vì cái thời điểm này nó chưa có gặp được một người khác. Đó thì rõ ràng nó đã lên tiếng, nếu mà nó có người khác là nó sẽ quay qua người khác liền của chú anh chị. Đó, trường hợp như nó đã lên tiếng với anh Lắm, nó là nếu mà anh Lắm về ở chung với thằng Khôi thì nó sẽ bỏ thằng Phi nó về ở với anh Lắm. Nó
cái thể loại, trời ơi cô chú anh chị, thể loại nào là cái thể loại mê chay thôi. Chỉ có chay mới được, nếu mà không có chay là nó sống không có nổi. Bây giờ ví dụ như mà không có chay rồi là nó không bao giờ nó sống. Bây giờ thằng Phi như vậy đó mà nó còn đeo theo nữa, thì bây giờ thời điểm bây giờ nó đeo được ai cô chú anh chị? Em dám chắc với cô chú anh chị, nếu mà con Quy này á có một người nào mon men với nó là nó bỏ thằng Phi liền. Nó chủ yếu là có củ cải sờ mó thôi, rồi á lặn có dựa vô để mà có sống qua ngày là được rồi, không có cần cái gì hết, làm cũng không cần làm. Chủ yếu là chủ yếu nó là bây giờ có trai là đầu tiên nhất cho nó đó, con nó không cần mà bất chấp. Bây giờ nhà cửa có, chỗ ở cũng nơi có chứ, quý vị thấy là nó đâu có ở với con lắm, nó đi ra nó ở với Phi nát rượu này. Một đêm mà nó ngủ không có chai nó ngủ đâu được quý vị. Còn quý vị thấy cái thành phần như Phi này là như thế nào đó, rồi bắt đầu á ăn nhậu bê tha, là bây giờ suốt cuộc đời của ông Phi này á cũng không có dương lên nổi nữa. Nó sắp lên trời bây giờ nó nhậu cái kiểu này, cái tình hình như vậy là nó nhậu, quý vị thấy nó sống dai không? Cao lắm là 1-2 năm nữa là nó lên trời rồi. Nó xuống địa ngục rồi đó. Là con Quy bây giờ nó đang chuẩn bị là nó thủ là một cái đường của nó rút lui, coi như là lên tiếng anh Lắm ra về ở với Khôi là nó sẽ quay về nó ở với anh Lắm là trả lại liền nó. Ủa mà nó nghĩ sao vậy cô chú gì? Anh Lắm xa nó là anh Lắm sợ nó muốn chết rồi, xa được nó làm gì mà có vụ mà anh Lắm sẽ về ở chung với nó, đúng không quý vị? Có cái con này không biết nó đầu óc nó làm sao á. Bây giờ thứ nhất lười làm mà muốn có ăn, ăn giả cộng đồng, muốn ăn tiền mạnh thường quân không cần làm đó. Cái thành phần như vậy mà còn đòi hỏi cao, khi mà người ta giúp rồi á còn còn quay qua mà chỉ trích rồi mắng chửi người ta, cái thành phần này không đâu có ra gì không chứ gì. Tại cái này là do YouTube bờ ruộng chỉ dẫn cứ quay hoài. Em nghĩ rằng phải nói thiệt với cô chú anh chị á, quay cái này chắc quay hết năm nay chưa hết, bởi vì còn có mấy tháng nữa hết năm rồi chứ gì. Thời điểm này là tháng 8 rồi, 8 tháng 9 rồi, bây giờ nó quay nè mà câu chuyện ở đâu mà nó lôi ra hoài luôn không chứ gì. Trời ơi cái tụi bờ ruộng này không nhận nó hay thiệt, mà nói gì nói cũng đâu có thấm cái tụi này đâu, bởi vì tụi này nó đang ăn view, nó bất chấp, nó không cần nghe không cần biết tới, nó chỉ làm như vậy. Ban đầu thì cái hoàn cảnh của anh ta là hoàn cảnh nghèo, nhà trai không, nhà cửa sụp sệ, quay lên để được giúp, rồi giúp xong rồi thành một cái câu chuyện dài đằng đẵng tới bây giờ luôn đó. Bây giờ cái chuyện gì cũng moi lên hết, tất cả những cô chú anh chị trên cộng đồng rất là bức xúc về cái cặp đôi này. Thì mình nói trắng ra đi quý vị, lý do mà tại sao mà cộng đồng bức xúc, mà tại sao mà trên cộng đồng mạng để thấy những cái cảnh dai dẳng như thế này, thì lý do tại do có những cái thước phim đưa lên hoài, thay vì anh ta giúp xong rồi ta đứt đoạn thôi, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ giúp xong cái người đứng ra quay để giúp xong rồi, thỉnh thoảng 1-2 tháng ta lại ta thăm hoàn cảnh coi nó phát triển như thế nào rồi thôi, ta đưa lên cho mạnh thường quân biết rồi thôi. Cái thông tin là đưa lên cho mạnh thường quân biết để mà mừng cái hoàn cảnh nó có dương lên hay không, còn ta ngưng. Trời ơi còn cái này khi mà ta quay ta cắt nhà cắt cửa rồi mà ở đâu mà bờ ruộng nó bò vô, mấy mấy bờ ruộng mấy YouTube cua còng nó bò vô để mà nó tạo ra kịch bản mà nó dựng, nó quay từ sáng tới tối, nó quay bất chấp cái gì nó cũng hỏi được, nó cái chuyện gì nó cũng moi ra mà nó hỏi được, rồi cái câu chuyện gì, cái câu chuyện đơn giản quý vị thấy không, mà quý vị xem làm cái gì. Là cái trường hợp bữa nay anh nói lại nó hỏi anh Phi, hôm nay không có đi mua cho trai anh Phi. Ôi tại sao không đi mua da chai anh Phi? Ủa vì sao mà anh không đi mua anh Phi? Anh hết tiền anh Phi? Thì cái hỏi ủa anh Phi bữa nay không có nhậu anh Phi? Ủa mấy cái giới dẫn đó rồi nó mà hỏi đem lên làm gì? Nó hỏi
Phi đáp, thì nó hỏi, thì Phi trả lời, cái gà được lấy thịt. Nó vô chứ không chị? Mình coi đó làm cái gì? Mình xem không có cái giá trị gì chứ á, đừng xem. Giá dẫn không à? Rồi bắt đầu quay qua, chị Vi bữa nay mới lụm da chai á chị Vi. Ủa, hỏi làm gì? Ủa chị Vi bữa nay hết tiền hả chị Vi? Ủa mồi chài hả? Nói vô tiền bạc cái mồi chài cho anh cộng đồng à. Làm cho nó ỷ lợi cái mấy cái vụ đó rồi bắt đầu nó nằm dạ nó đâu có làm. Thì có những người mạnh thường quân cứ gót gai 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 hoài cái nó đâu làm. Chị Vi bữa nay mua gì cho anh Phi ăn? Ủa hỏi cho anh chị. Nó hỏi dớ dẫn không à. Trời ơi quý vị xem những cái clip nó hỏi những mấy cái đời tư của người ta sống hàng ngày ở đâu. Ủa bây giờ mà cả dụ như ai giờ vô nhà mà nếu mà một người muốn trả lời thì hỏi thì người ta trả lời rồi quay là đưa lên rồi hời đất quý thằng điên địa vậy mà nó cũng làm được một clip nhưng mà người ta coi coi ầm ầm coi coi những cái khúc phản sau này của mấy bà gỗ mấy cua còng này nó quay đưa lên đó rồi quý vị xem chi ý nghĩa gì để cho cộng đồng chỉ trích thêm làm gì để mình xem cái đó nó càng quay thì nó hạ cái văn hóa của Việt Nam xuống càng nhiều chứ không có cái gì không có cái gì mà được nói là ý nghĩa hay là cái gì hết đúng không cái gì tại sao mà bây giờ thay vì đi quay những cái hoàn cảnh khổ khác hay là một cái thông tin gì để lên cho khán giả xem hay là hoàn cảnh khổ gì người ta đi giúp đỡ thì tốt hơn. Còn này sao mà bu vô tối ngày sáng đêm bây giờ yêu cầu gục kịch. Bữa nay Hằng Phi thức trễ cũng chạy lại quay. Bữa nay Hằng Phi bệnh cũng chạy lại quay. Bữa nay Hằng Phi nó không có đi mua da chai cũng chạy lại quay. Bữa nay Hằng Phi không có tiền mua rượu uống cũng chạy lại quay. Ôi rất quý thằng em xem nhiều, nhiều những cái video thì em nói là đúng không của chúng chị cái gì cũng quay họ quay đưa lên làm gì để cho người ta chỉ trích trực tiếp mấy anh bờ ruộng này đưa nhân vật ra để mà nhục mạ trên cộng đồng chà đạp trên cộng đồng còn có những cái thành phần thằng Phi với con Quy là hết thể nào nói rồi bây giờ á hiện tại thời điểm bây giờ là không còn tiền mà không còn ai để giúp mà để ở nhà trọ nữa bây giờ nó chuyển sang cái hướng nó chờ thằng Lắm về bây giờ nó đu đốc thằng Khôi á mấy bà ruộng này nè nó làm cái kịch bản đu đu đốc thằng Khôi đặng kêu Lắm về đặng mà kéo con Quy này về nó thì con Quy nó cũng đã lên tiếng nó nếu mà thằng Lắm về là thằng Quy nó bỏ kho bỏ thằng thằng Phi liền cho thằng Phi ở một mình đi nó về nó ở với thằng Khôi với anh Lắm trời đất quỷ thần ơi nó còn mơ mộng nữa cô chính chị con này á cái con này nếu mà có ai mon men tới nó là nó sẵn sàng nó bỏ thằng Phi liền chứ nó đâu có ở với thằng Phi bây giờ ở với thằng Phi bây giờ nó cũng nói rồi Phi nhậu hoài đâu bỏ rượu đâu làm đâu ở với thằng Phi tiền đâu đóng nhà trọ nó cũng vẫn nói vậy bình thường không chứ gì cái tình thương của cái tụi này nó chỉ dựa dẫm vào nhau để mà nó đem ra một cái kịch bản lên cộng đồng để mà nó thương hại trên cộng đồng để cho Mạnh Thường Quân á, giúp cho nó để nó sống phè phỡn nó ăn mập vô trong đó nó không cần làm mà nó cũng có ăn nó quen cái thói đó rồi nó trong một cái thời gian này á, nó đâu có làm gì nổi đâu cô chú anh chị ha? Rõ ràng không nó đã hư luôn rồi lúc trước á, nó còn biết đi lụm da chai đi mua da chai này nọ nó cố gắng nó làm để mà kiếm đồng tiền nó sống nó còn thời điểm bây giờ làm đâu có nổi đâu quý vị nó đã hư rồi à, lý do là sao hư thì do mấy anh bờ ruộng này nè lôi kéo ghiếc rồi nhân vật hư luôn nó quá trời quá đất bây giờ ngày nào cũng có không quý vị bây giờ quý vị lên xem những cái clip trời cái câu chuyện gì nó cũng đưa ra hết rồi nó đưa lên chi em bảo đảm với quý vị á nếu mà mấy YouTube bờ ruộng này à nó đưa những cái câu chuyện nó lên là em bảo đảm nó đưa 3 năm nữa chưa hết câu chuyện của ông Nguyên Thi nè chừng nào ông Phi á nó hết cuộc đời này luôn á còn chưa ngưng câu chuyện này nữa. Nó quay tiếp tục quay đúng không chứ anh chị nó bây giờ đâu có tha cái khoảng cách nào bây giờ
yêu cầu con quy mà nó bước ra khỏi nhà thôi là có phiên đi dài dài đường tới quán cổng chùa, tới quán bà bảy, cái gì nó cũng hỏi đưa lên cộng đồng được hết đó, thấy rõ ràng không? Mà thậm chí mà nếu mà ngày nào mà thằng Phi với con Vi á ở trong nhà trọ mà ngủ thức trễ, nó vô ra vô tới nhà trọ để mà nó gõ cửa, nó quay trong nhà trọ luôn, đúng không cái gì? Rồi cái thông tin nào nó cũng dựng lên hết trơn. Bây giờ cái kịch bản cuối cùng ngày hôm qua thì cô chú anh chị thấy rõ ràng đây là cũng là kịch bản dàn dựng, tụi nó đốc khơi nói lên như ý kiến kêu ông Lắm về, rồi đó tụi nó quay qua con Quy để mà nói là tình trạng ví dụ như trường hợp á anh Lắm về rồi chị Quy có về nhà ở với Khôi hay không, nó hỏi vô mà. Trời ơi, thì cái con mê trai mê củ cải này nó mới nghe hỏi như vậy á là nó sẽ bỏ thằng Phi liền, nó nói lên rõ ràng nó sẽ nếu mà anh Lắm về á, về nhà ở thì nó sẽ quay về ở với anh Lắm à, lo cho thằng Khôi, bỏ thằng Phi, nó rõ ràng không? Bây giờ cái câu chuyện nó lôi cuốn nó cuốn, bây giờ quý vị xem những cái video quý vị thấy rõ ràng không có câu chuyện gì nó cũng phải kéo ra. Tự nhiên hỏi giá dẫn biết thằng Phi với con Vi là cái nghề đi mua da chai và lụm da chai mà quay lên một hai thước phim thôi chứ quay gì hoài, quay ủa bữa nay gặp mặt, ủa bữa nay không có đi lụm da chai hết chị Vi à, sao không đi lụm gì chị Vi hết tiền đóng nhà trọ hả chị Vi, rồi anh Phi đâu rồi chị Vi, ở vậy không được thuốc viên, nó hỏi vô thì người ta trả lời. Cái tuổi này thì nó vô tư, nó bây giờ hỏi móc vô những cái vấn đề tiền bạc công việc đừng đưa lên đàn ăn giả trên cộng đồng, nó làm giả có tiền cộng đồng có tiền mình thường quân lo nó, bởi vậy cho nên nó lú luôn rồi, nó đâu có làm gì được nữa không có chứ chị. Ai đất quỷ thằng ơi, chị Vi bữa nay không ăn gì chị Vi mấy cái chuyện đời tư gia đình ta hỏi gì đâu mà đưa lên luôn, hỏi thì con này Vi này nó trả lời thôi thì được thước về trời ơi, những cái chuyện gì đó không. Thì hôm nay cái clip này em nói những cái vấn đề như vậy đó cô chú anh chị, thì cô chú anh chị suy nghĩ đúng hay không, cái gì nó cũng hỏi, mà hỏi làm cái gì, giúp rồi thôi chứ hỏi làm cái gì, này là kịch bản do mấy bà gỗ này không à, cái gì nó cũng hỏi được á, chuyện gì bây giờ nó cũng móc ra nó hỏi được, yêu cầu gặp mặt Vi với Phi là nó mừng, cái tuổi này á, nó yêu cầu á, được Vi với Phi á mà được vài chục ngàn thôi, đừng nói trăm ngàn, vài chục ngàn đổ lại thôi được vài chục ngàn, mấy YouTube này cho tiền ăn sáng với cà phê cà pháo là bắt đầu cho quay thoải mái, thậm chí quay bất chấp ngoài lộ chạy tàn 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 theo quay, nghĩa lý gì? Thì hôm nay em nói lên những cái vấn đề như vậy gửi đến cô chú anh chị xem ha, có cái những cái nội dung gì mới nữa em sẽ cập nhật tiếp để cho quý vị cùng xem à, đến đây thì em xin tạm dừng video tại đây nha cô chú anh chị, tạm biệt cô chú anh chị.